phải ngược cái máy, ngước cái máy, ngước cái mặt chị lên đấy cơ. Hello, xin chào cả nhà. Em Hiền xin chào các chị. Hello cả nhà, hôm nay lên live muộn quá, chết dở rồi. Bình thường là 12 giờ lên live stream mà bây giờ 1 giờ mới lên live thế này thì không biết là còn ai ủng hộ mình không. Còn ai có dành thời gian xem live stream của em Hiền không ạ? À? Em Hiền xin chào cả nhà, xin chào các chị. Hello hello. Hả? Em Hiền xin chào các chị ạ. Rồi ok cả nhà ơi, hôm nay em Hiền sẽ lên với các chị lên quần lót ấy hả? Đợt này nhà em Hiền về khá là nhiều quần lót xinh đấy ạ. Thì không biết là các chị muốn lên sản phẩm gì, mọi người có thể comment để em Hiền lên cho các chị nhá. Hôm nay Hiền có đai nhá. Hôm nay Hiền có đai latex mới về, một loại đai quá là tuyệt vời luôn. Và để xem nhỉ, quên mất, chị nhờ em xuống em bảo Hậu ấy là lấy cho chị cái Phương ơi, tiêu đề không đúng này. Em để tiêu đề là gì? Hôm nay em Hiền có mẫu đai mới nhá cả nhà nhá. Quần độn bông à, ok thì sẽ lên quần độn bông. Hôm nay em Hiền mới về một loại đai latex mới về, rất là đẹp luôn, loại này cực kỳ xịn luôn. Em Hiền sẽ có một cái giá rất là tốt cho các chị. Có bác nào ở đây còn muốn siết eo không ạ? À? Hôm nay em Hiền mới về loại đai mới đấy cả nhà ơi. Rồi em Hiền mở hàng lên quần độn bông trước nhá. Độn bông luôn là cái sản phẩm rất là hot và đang được các chị em đang hỏi rất là nhiều của nhà em. Ổn. Có thể lát nữa em sẽ mặc cái thêm nhét mặc thêm cái quần độn bông vào cho các chị xem bông nó lên như thế nào nhá. Rồi cả nhà ơi, các chị ơi mình xem like thì cho em mình xin một lượt chia sẻ được không ạ? Em Hiền sẽ sale cái con quần độn bông này cho các chị nhá. Quần độn bông nhà em Hiền là một cái loại mặc lên tự nhiên, rất là tự nhiên, không phát hiện ra là mình đang mặc độn bông đâu. Lên quần mới đợi em một tí xíu nào. Các chị mặc loại quần độn bông này nhá, không ai phát hiện ra là mình đã mặc độn bông mà mặc lên nhá. Mông nó rất là tròn, tự nhiên, rất là ôm mông luôn đấy cả nhà. Cái mút của nó mỏng lắm ạ. Đối với loại mút này thì các chị mặc nó sẽ không bị cộm này, không bị dày quá mà cực kỳ thấm hút mồ hôi, không mang lại cảm giác kiểu là bị khó chịu. Và đặc biệt ít cái loại quần này thì nhà em thì nó sẽ có là size S, M, L nhá. Là 40 cân đến 65 cân là các chị mặc thoải mái giúp em. Em có màu đen và có cả màu kem nữa. Comment cho em thì là độn bông. Và nhớ để lại cái này cho em Hiền để hệ thống em nó nhảy đơn nhá. Quần này thì nhà em Hiền đang có giá là 220.000 một quần. Nhưng mà đối với các bác trên line này, em Hiền sẽ sale các chị con quần này giá chỉ còn có 169.000 thôi. Comment cho em Hiền là độn bông nhá cả nhà nhá. Độn bông này mặc lên rất tự nhiên luôn. Mà mặc lên nó nâng đẩy lắm đấy chị yêu ạ. Rất là nâng luôn ạ. Có nhá chị yêu nhá. Rồi 169k, comment thì em Hiền là độn mông và để lại cái này cho em Hiền ạ. Ok chưa ạ? Độn mông cho em Hiền ạ. Mã của nó là độn mông nhá. Đợt này em chỉ có duy nhất một loại độn mông này thôi. Trước đó thì em về khá là nhiều loại độn mông nhưng mà sao nó cứ bị sáng sáng vậy này? Sao nó cứ bị sáng sáng trông kinh như này? Đấy. Em chấm chấm vào màn hình xem nào, hoặc là em cho cái màu nó giảm xuống đi, kinh quá. Mã này của nó sẽ là độn bông ạ. 160 quần này đang có giá là 169.000. 169.000 nha các bác nha. Ok chưa? 169.000. Set em thì đang mặc bao nhiêu? Dạ vâng, ok thì em thì sẽ lên cái set sản phẩm tiếp theo của em thì đang mặc ở đây nhá. Em này comment của em nhìn nó là mã S10. Trời ơi các chị ơi, cái này cái gen của nó rất là đẹp các chị ơi. Cái này dành cho bác nào mà mình làm ngực rồi hay là mình có một chút ngực rồi mà con này sẽ rất là xinh ạ. 280 chị không cặp máy lên nào. 280.000 ạ. Cái này comment thì em Hiền nó sẽ là mã S10 nhá cả nhà nhá. S10 em Hiền có màu trắng là 1, màu da là 2 và màu đen là 3. Cái này nó sẽ là bao gồm là một quần và một áo cho em Hiền ạ. Mã của nó là S10. Đây ạ, cái này rất là xinh luôn ạ. Mặc lên điệu lắm nhá. Và cái gen này nó không hề bị ngứa. Gen này của em thì nó là hàng gen cao cấp nhá. Gen mặc lên nó không bị ngứa, không bị khó chịu một tí xíu nào cả. Comment thì em Hiền nó sẽ là mã S10 cho em Hiền ạ. Và cái này chỉ đang có giá là 280.000.
280.000 nó bao gồm là một quần và một áo giúp em Hiến. Từ từ để cắm. Chị không được để cái máy như này. Phải chỉnh cho em xinh vào chứ. Xinh chưa? Rồi ok. Comment của em Hiến nó sẽ là mã S10 ạ, 280.000 cho một set ạ. Đúng rồi, cái này thì hơi sexy một tí xíu nhưng mà khá là xinh nhá cả nhà nhá. S10 ạ, 280.000, em Hiến qua mẫu khác nhá. Comment của em Hiến là S10 ạ. Dạ vâng đúng rồi ạ, mã độn mông. Ship nhà máy sẽ nhắn nhưng mà chưa hết trả lời từ hôm qua đến giờ. À Linh Mon ơi, thông cảm với em Hiền nhé, do inbox nó hơi nhiều xíu nên là các bạn ấy sẽ trả lời hơi chậm ấy. Thì mình cứ để lại cái, mình cứ inbox đi, xong một lát nữa sẽ có nhân viên các bạn ấy sẽ phản hồi ngay tin nhắn của mình nhá. Rồi cả nhà ơi, cái này comment của em Hiền nó sẽ là mã S10 này. Em Hiền qua mã khác nhá, 280.000 cho cái set này. Ok, em Hiền qua mã này. Các chị ơi, các chị muốn lên áo lót đệm giày hay áo lót đệm mỏng, các chị muốn lên sản phẩm gì mọi người có thể comment để em Hiền lên nhá. Có thể comment cho em Hiền ạ. Lên áo có mút hả? Áo có mút, cái áo này của nó sẽ là có một lớp mút mỏng thôi ạ. Cái áo này lớp mút mỏng thôi, mút, lớp mút của nó không dày đâu ạ. Đây em thì lên quần lót cho các chị nha. Mẫu quần lót mà đợt này các chị đang rất là nhiều nhất nó là con Q21. Thưa các bác là con này em còn có vài set nữa thôi là em nhìn hết hàng. Cái con quần lót này là cặp cao ôm bụng dành cho bác nào mà thích ôm bụng mà thích kiểu như là Q4, em còn Q4 đợi em một tí xíu nhá. Em còn Q4 ấy ạ. Cái con quần này là cặp cao ôm bụng ôm mông dành cho bác nào mà có thân hình hơi trộm vía một tí xíu, dành cho chị nào có cái cân nặng khoảng là từ 50 cân trở lên. Mình bác nào có cân nặng khoảng từ 50 cân trở lên cho đến 70 cân là mình chốt của em nhìn con quần này nhé cả nhà nhé. Comment hãy em nhìn nó vẫn là cứ báo như thế. Comment hãy em nhìn nó sẽ kiểu kiểu gì nữa. Comment hãy em nhìn nó sẽ là mã Q21 ạ. Và quần này thì em nhìn đang sale là 200.000 cho 4 quần. Đúng không ạ? 180.000 cho 4 quần. 180.000 cho 4 quần. Ok chưa ạ? Em đang sale trước đó em Hiền bán là 200.000 cho 4 quần, bây giờ em sẽ sale là 180.000 cho 4 quần. Comment này em thì là Q21 giúp em Hiền ạ. Quần này mặc rất là đẹp và siêu mềm siêu mát nhé cả nhà nhá. Sản phẩm tiếp theo em muốn giới thiệu các chị là một em quần lúc. Các chị ơi, cái mã này thì em cũng chỉ còn đâu đó mỗi một set, em chỉ còn và mỗi một size em chỉ còn vài set thôi. Thì cái này comment này em Hiền nó sẽ là mã quần đúc nhá. Cái quần này của em Hiền thì nó là một cái loại quần cặp cao ôm bụng và quần này nó không có đường may ấy cả nhà ơi. Nên là bác nào mà bác nào mà thích ôm bụng ôm mông thì mình có thể làm, mà thích thích mặc mềm mềm mát mát thoải mái thì có thể tham khảo sang loại quần này. Quần này em nhìn đang sale còn có 130.000 năm quần thôi, mỗi size còn một ít thôi ạ. Nó có size M, L, XL là 40 cân cho đến 65 cân là các chị sẽ mặc vừa cho em. Comment hay em là quần đúc cho em nhìn ạ. 130.000 cho 5 quần, có nghĩa là chỉ còn có 26.000 một quần thôi. Nó rất là rẻ nhá cả nhà nhá. Comment hay em nhìn. À, dạ vâng ok chị Hồng Nguyễn ạ. Comment em nhìn nó sẽ là mã quần đúc này. Quần đúc cho em nhìn nhá. Quần đúc ạ, 130.000 cho 5 quần. Mọi người tranh thủ lấy con quần này nhá. Cặp cao, không đường may, không lộ viền. Quần này rất rất là đẹp luôn. Mã của nó là quần đúc ạ, 130.000 5 quần. Rồi mẫu tiếp theo này, quần lọt khe các chị ơi. Quần này em nhìn cũng sẽ sale các chị nhá. Nếu như mà các bác mà chưa biết chọn lọt khe như thế nào cho đẹp, chưa biết chọn lọt khe nào bằng kiểu như mình mặc nó không bị khó chịu, hay là mình mặc mình cảm giác là kiểu mình mặc một cái là mình cảm thấy nó quen ngay, mặc một cái là nó không hiểu, nó cũng bị rắt nhá. Bởi vì lọt khe thì 100% là sẽ rắt, nhưng mà nó bị rắt nhưng mà nó không bị kiểu cảm giác là bị khó chịu ý. Thì các chị có thể tham khảo sang cái loại quần này giúp em, nó là kiểu lọt khe đúc. Em thề các chị luôn, nó không mang lại cái kiểu các chị mặc không cảm giác thì như giống như mình đang ở chùa vậy đó. Thì cái quần này comment hãy em nhìn nó sẽ là mã Q39 ạ. Và em thì cũng đang sale con quần này còn có 139.000 cho 5 quần thôi. Nếu như bác nào muốn trải nghiệm lọt khe, muốn biết mặc lọt khe cảm giác như nào thì mọi người nên trải nghiệm loại này. Giống như kiểu mình là cái người chuyên nghiệp mặc lọt khe với cả nhà, không có cảm giác gì cả mà thích vô cùng luôn ạ. Em nhìn cũng đang mặc loại này. Comment thì em nhìn nó sẽ là mã Q39 ạ, 139.000 cho 5 quần. Tính ra nó cũng chưa đến 30.000 một cái, có 27.000 một cái quần lót thôi cả nhà ơi, 27.000 cái thôi. Còn quần nâng mông, quần nâng mông em nhìn còn chứ, có chứ, tất nhiên là phải còn rồi. Đây quần nâng mông của em hiện đấy. Quần nâng mông em hiện đang sale là 99.000, sale còn có 69.000 thôi. Một quần nâng mông nó sẽ nằm ở trong một cái hộp như thế này nhá cả nhà nhá. Quần này của em thì nó sẽ là quần nâng mông ạ, mọi người để ý cho em hiện này. Quần nâng mông này của em nó là chất liệu bằng đúc và nó là quần váy, nó dạng như là quần váy nâng mông. Đó mọi người tham khảo nhá. Quần này nó sẽ có một cái đường gân chạy xung quanh mông như này này. Đó, nó sẽ có một cái đường gân chạy xung quanh mông như này. Các chị mặc lên á, nó sẽ đẩy cái mông của mình nó sẽ tròn hơn. Trong mông của mình sẽ cao hơn. Dán, nó là
rán ít dung ngô nhá. Nó sẽ làm cho cái mông của mình. Ai bác à, bác nào nhận được 200 xu chưa và comment nhé hội em cái. Suốt ngày bịp. Của chị Hải bị tắt luôn. Ra đấy. Hay là do của chị biết ít bị ít quá xong rồi like lên con nhỉ. Sao nhỉ? Giờ sao rồi? Con đẻ không đi. Rồi ok ạ. Rồi các chị ơi, cái này comment hội em Hiền nó sẽ là mã. Cái này comment hội em Hiền nó sẽ là mã Q43 nhé cả nhà. Quần này các chị có thể tận dụng để làm quần váy cho em Hiền. Mặc thành quần váy này. Và con quần này mặc lên nó làm cho mông mình nó đẩy mông rất là tròn mông nhá. Mã của nó là Q43 vì nó có đường cân này này. Và con quần này em Hiền có màu kem và màu đen. Có size từ 40 cân cho đến 65-70 cân. Là mông 75 đến mông 110 là các chị mặc vừa. Có em còn Minh Luyến ấy, em có nhìn thấy chị mà. Em có nhìn thấy chị mà. Comment với em Hiền. Lọc khe em vừa lên con Q39 ấy. Chị cho em Hiền Q39 nhá. Áo đang mặc là mã, đợi em một tí xíu nhá. Rồi cái này comment với em Hiền. Cái này comment hệ em Hiền nó sẽ là mã Q43. Cái này comment hệ em Hiền nó sẽ là mã Q43 nhá. Quần váy nâng mông với chị ơi, chất liệu này nó cực kỳ mát luôn và nó co giãn nhất, và quan trọng nó có cái đường gân chạy xung quanh mông làm cho cái mông của mình nó đẩy tròn, nó đẩy cho mông mình tròn hơn và cao hơn. Quần này nó là quần nâng mông đấy ạ. Mã của nó là Q43, có màu kem và có màu đen. Đó, 69.000 một quần, nó siêu rẻ các chị ơi, quần này đẹp lắm luôn đấy cả nhà. Q43 đơn của mình một tuần rồi chưa thấy nàng ơi. Dạ vâng, ok để em kiểm tra lại đơn hàng cho mình nhá. Sale Q62 đi ạ. Chị ơi, Q62 ở đây em lại không có mẫu Q62 rồi. Ở dưới nhà em còn có vài set ở đây, em có đúng một cái quần Q62. Nếu bác biết quần Q62 thì bác chốt lại cái mã đấy. Mà đây mã này em nhìn bán rất là nhiều, bây giờ em còn có một ít nữa thôi, chắc là em bán nốt cho em cũng dừng mã này rồi. Đây này, cái con quần Q62 đây này. Con quần này em có nhiều màu xinh lắm đấy cả nhà. Em cũng có mới up ảnh đến hôm qua, hay hình như là hôm qua thôi đúng không ạ? Nó còn có vài set nữa thôi là hết hàng rồi, 175.000 cho 5 quần. Để ngày mai, để tối hay ngày mai em bỏ cái màu lên cho các bác ngắm nhé. Tại vì ở dưới này em lại không có để màu lên đây rồi. Comment của em Hiền nó sẽ là mã Q62 cho em Hiền nhé cả nhà nhé. 175.000 5 quần. Quần này thì vừa mềm vừa mát, co giãn đấy cả nhà. Mặc lên khá là kiểu như là gọn, ôm mông ấy ạ. Mã quần này của nó sẽ là Q62, 175.000 5 quần. 175.000 5 quần, 175.000 5 quần. Ok chưa? Rồi em Hiền qua mã nhé. Bây giờ em sẽ lên các chị một con quần tem. Cái quần lọc khe này thì mã của nó là Q39 nhá. Chị nào vừa hỏi lọc khe đấy. Còn mẫu lọc khe nào không? Lọc khe em còn mà. Em còn lọc khe mà. Đợi em xíu nhé để em xem lọc khe nó làm mã nào nhá. Em còn nhiều lắm. Rồi mẫu tiếp theo nhá cả nhà ơi. Mẫu này comment thì em Hiền nó sẽ là mã Q6. Con này phải Q6 đúng không? Cái đây là Q6 này. Một mã quần ren rất là đẹp dành cho bác nào có cân nặng khoảng từ 45 cân đến 65 cân là một người sẽ mặc vừa cái quần này giúp em. Comment thì em Hiền nó sẽ là mã Q6 này. Quần này chỉ đang có giá là 175.000 năm quần, quá là rẻ đó các chị ạ. Quần này rất là đẹp và cực kỳ rẻ luôn. Những cái lớp quần này lớp lót của nó là lớp lót may nhé cả nhà, lớp lót cotton bên trong như thế này này. Mã này comment thì em Hiền là Q6 mà cái này nó mềm. Nó không bị ngứa, nó không bị khó chịu. Mặc thích vô cùng luôn. Comment hệ em thì nó sẽ là mã Q6 giúp em. 175.000 cho 5 quần. Ok chưa ạ? Q6. Quần này xinh lắm các chị ơi. Gen vừa mềm nha. Gen này không hề ngứa nha. Nó mỏng tang à. Cái gen này nó rất là đẹp luôn. Ok, em thì qua áo lót nha các chị nha. Bây giờ mình sẽ qua một ít áo lót nhá. Nếu không thì các bác nào mà các bác lấy sang cái con quần tàng hình này của nhà em đi. Em thề với cả nhà luôn, quần này mặc xuất sắc vô cùng. Quần nào mà không bị lộ hẳn quần này, quần tàng hình này mà không hề bị lộ viền một tí xíu nào cả. Các chị mặc những cái quần mà mỏng dính nhất cả nhà nhé, mỏng tang luôn, nó không có một cái vết gì luôn á. Nhưng mà các chị mặc con quần này lên cho em thích vô cùng luôn. Những cái quần tập ấy ạ, mọi người mặc quần tập đúng không ạ, nó sẽ lâu đó sẽ có một cái lớp vết gợn đúng không. Nhưng con quần này không hề nha, không hề luôn nha cả nhà nha. Nó là quần tàng hình nha, thích vô cùng luôn ạ. 180.000 cho 5 quần. Em hiện sale 180.000 5 quần, tính ra nó rơi vào khoảng 36-33, tầm 36.000 một cái thôi đúng không ạ? Comment thì em Hiền nó sẽ là mã quần tàng hình với em Hiền ạ. 180.000 cho 3 quần, à cho 5 quần em xin lỗi. 180.000 5 quần, quần này em có 10 màu, các chị có thể nói là lấy chị màu sáng hoặc lấy chị màu tối là được. Comment thì em Hiền nó sẽ là mã quần tàng hình giúp em. Trời ơi, quần này nó là dáng nửa mông cạp, nó không quá cao cũng không quá thấp nhưng quần này nó rất là đẹp. Bác nào nhận được xu rồi cho xin một cánh tay nữa đúng không ạ?
Rồi cái này comment em thì nó sẽ là mã quần tàng hình nhá cả nhà nhá. Quần này em khẳng định các chị luôn là rất là xuất sắc luôn. Mọi người thử con quần này đi. Hầu như các bạn thử con quần này xong rồi cũng thích rồi, em thì lên lớp con quần Q4 đấy, chị nào hỏi này. Rồi em này comment thì em là Q4 này. Quần này comment thì em thì nó sẽ là mã Q4 này. Quần này của em Hiền nó sẽ là một mã quần chất liệu là bằng cốt tông. Chất liệu cốt tông 100% nhá cả nhà nhá. Quần này rất là xịn và quần này nó có một cái bản chun ấy, nó có một cái bản chun nó ôm bụng ở phần này, hay là bác nào mà mình đến ngày đèn đỏ hay mình có mỡ bụng hơi có mỡ bụng một tí xíu này, hay là mình có gọi là đại loại là mình mặc trong ngày đèn đỏ ấy, thì mình nên tham khảo sang cái loại này cho em mặc, nó vừa gọn vừa ôm ấy cả nhà. Chất liệu rất là xịn nhá, thấm hút mồ hôi. Quần này có giá là 190.000 năm quần. Comment thì em thì nó sẽ là mã Q4 ạ. 190.000 cho năm quần. Đâu đó nó rơi vào khoảng 38.000 một cái, nhưng mà tiền nào của đấy các chị ơi, nó xứng đáng, nó rẻ, nó đẹp lắm ạ. Cái này comment thì em thì nó sẽ là mã Q4 giúp em. 190.000 cho năm quần. Rẻ và đẹp nha các chị nha. Q4. Q4 của em thì ạ, 190.000 cho năm quần. Các bác nhớ để lại cái này cho em thì để hệ thống nó tự động nhảy đơn nhá cả nhà nhá. Ok, em nhìn qua mã, đúng rồi ạ, mã của nó sẽ là mã Q4 nha bác nhá. Q4 đây em nhìn ạ, 190.000 năm quần. Các chị ơi, em nhìn lên một ít áo lót nhá. Bây giờ em nhìn lên một ít áo lót nhá. Áo của em thì đang mặc ở đây nó là mã X10 nha các bác. Con này nó sẽ có một lớp cốt rất là mỏng thôi ạ. Và con quần này, con set này thì đang có giá là 280.000. 280.000 nó sẽ là bao gồm là một quần và một áo giúp em. Mã của nó sẽ là X10 ạ. Mã của nó sẽ X10 nhá. Rồi X10 để cái check nó đổ ra. Mã của nó là X10 ạ, 280.000, bao gồm là một quần và một áo cho em. Lên quần Q40 ạ, chị ơi. Em thề chị luôn, quần Q40 em còn đúng 2 set cuối cùng. Còn đúng 2 set không có về thêm hàng nữa chị. Đây con quần Q40 em còn đúng 2 set cuối cùng thôi. Hết sạch luôn, không về thêm hàng nữa. Đây là cái mã này đây. Nên là bác nào 2 set là tính bao gồm cả cái hàng ở đây em đang treo ở đây đấy. Cái này comment thì em thì nó sẽ là mã Q40 này. Còn 2 set cuối cùng và vẫn về hàng, nhưng mà không biết là bao giờ về thôi ạ. Nên là chị nào mà thích cái quần beo beo, mà thích cái set này thì mọi người chốt nhanh với em thì nhá. 190.000 cho 5 quần, rất là rẻ thôi cả nhà ơi. Cái chất quần này của em nó đẹp lắm ạ. Mặc cái loại này vừa thoáng mà vừa sexy. Chất liệu của nó là thun lạnh pha với ren ren như thế này nhá. Comment thì em thì nó sẽ là mã Q40 giúp em. 190.000 cho 5 quần. Các chị ơi ngắm màu hộ em Hiền nhá. Màu nó rất là đẹp, còn đúng 2 set thôi. 2 set cuối cùng thôi, xong rồi đợi hàng về nó sẽ hơi lâu một tí xíu. Đây ạ, lên quần Q40 đây, nhiều màu xinh lắm cả nhà ơi. Quần này thì đẹp. Đây là một trong những gọi là best seller của nhà em Hiền. Một trong những mẫu quần rất là hot của nhà em. Ôi ok, em nhìn qua áo lót nhá cả nhà nhá. Mình sẽ qua một ít áo lót này. Em lên cho các chị một con áo lót không quá dày nhá, không quá dày. Nhưng mặc lên rất là đẹp, nó gọi là hoa hậu của nhà em. Rồi con này em rất là thích cái mã này. Mặc dù là cái mẫu này bây giờ bán em Hiền bán nó không có, em bán cái mẫu này nó không có lợi nhuận, nhưng em vẫn rất là thích bán cái mẫu này. Bởi vì nó đẹp lắm cả nhà, mặc lên nó khá là nâng đẩy mà giá thành, bởi vì cái giá em Hiền đang bán cho các chị là giá không lợi nhuận. Thế nên là các chị đang được mua cái giá nó siêu siêu tốt luôn. Đây ạ, cho mọi người đợi em một tí xíu nhá. Đây, lót 3 phân đây chị ơi, áo lót 3 phân đây ạ. Áo lót 3 phân đây ạ. Rồi em này comment của em Hiền nó sẽ là mã C1 nhá cả nhà nhá. Comment thì em Hiền cái lên quần ghen bụng, đợi em một tí xíu em sẽ mặc quần ghen bụng cho các bác chốt ạ. Comment thì em Hiền nó sẽ là mã C1 cho em Hiền ạ. Áo này hiện tại em Hiền đang có rất là nhiều màu này. Đâu nhỉ, có thêm một quần vừa ở đây. Comment thì em Hiền nó sẽ là mã C1 nhá. Bây giờ em chỉ còn mỗi lẻ áo thôi ạ. Em có màu xanh là 1 này, màu đen là 2 này, màu nâu là 3 này và màu đỏ là 4 này. Đệm con này là đệm giày 3 phân, gọng của nó là gọng dẻo. Mình mặc con này nó sẽ không bị đau và quan trọng á. Đây là cái sản phẩm gọi là best seller, gọi là hoa hậu của nhà em. Nhưng mà em đã lãi con này quá nhiều rồi nên là đợt này em Hiền bán con này không có lợi nhuận. Em bán 140.000 không lợi nhuận luôn. Gọi là bán tương tác các chị con này luôn ạ. Nên là các bác đang được mua con áo này nhà em cái giá rất là tốt luôn ạ. Comment thì em thì nó sẽ là mã C1 140k cho một áo size 34, 36 và 38 cho em Hiền ạ. Đệm em này nó là đệm giày 3 phân.
Chị nào mà vòng một bé mà muốn không quá dày lấy tầm 3 phân cho em, và đặc biệt là lấy con áo này cho em. Cái độ nâng của nó rất là đẹp nhá, nó không bị dày quá và nó không bị nóng, không bị ngứa đâu. Cái gen của nó là gen hàng xịn. Mã của nó sẽ là C1 ạ. Màu rêu là 1 này, màu đen là 2 này, màu nâu là 3 này. Em có cả màu kem ấy, nhưng mà chắc là màu kem ở đây nó bị hết hàng rồi sao ạ. Comment với em thì nó sẽ là mã C1 nhé cả nhà nhé. 140k cho một áo size 34, 36 và 38 với em Hiền. Cái màu xinh lắm các chị ơi. Và cái gen này nó đẹp, cái form quả áo này lên các chị mặc không thể chê được ý. Cái form này lên mặc ôm, mặc nó không bị bửa nhé cả nhà nhé. 140k cho một áo ạ, mã là C1 giúp em Hiền. Em Hiền qua mã nhé cả nhà nhé. Bây giờ em thì sẽ lên cho các chị một con áo, một con áo. Thế là bây giờ các chị muốn lên áo đệm dày hay lên áo đệm mỏng ạ? Bây giờ lên áo quây nhá, áo quây dành cho các chị ngực bé nhá. Cho xem các mẫu hoặc các hình, cho xem cái gì nhỉ? Áo đệm dày dành cho ngực bé đi ạ. Ok, áo đệm dày dành cho ngực bé nhá. C1 đúng rồi. Áo đệm dày dành cho ngực bé. Em Hiền có cái mẫu áo đệm dày dành cho ngực bé đây. Em có con D8. Dày ơi là dày đây, mọi người có thể nhìn được em Hiền nhá. Đây là áo đệm dày. Đây là áo đệm dày 3 phân nhá. Mọi người nhìn được em Hiền này. Áo này là áo đệm dày 3 phân này. Bây giờ em thì sẽ mặc cho các chị con áo đệm dày 5 phân nhá. 5 phân ạ. Đây mọi người ngắm của em thì nhá. Nhìn kỹ em cái phong ngực của em thì này. Em thì mình mặc cho các chị con 5 phân này. Thực ra là các anh xem thì không vấn đề gì, nhưng mà mình xem like theo kiểu theo một cái hình thức là văn minh thì không vấn đề gì cả. Đây. Các chị thấy giá ngực lên nó có nó có ốp lên không ạ? Nó có khác không ạ? Rồi, em này comment thì em Hiền nó sẽ là mã V8 này. Áo này của em Hiền nó sẽ là đệm dày 5 phân nhá cả nhà nhá. Áo này là đệm dày 5 phân này. Con này của em Hiền không có gọng, và cái quả mút con này nó là quả mút đệm hơi. Nó là mút đệm hơi nha các chị nhá. Cái này comment thì em Hiền nó sẽ là mã V8 với em Hiền ạ. Và cái set này thì đang có giá là 175.000. Nó sẽ là bao gồm là một quần và một áo giúp em. Comment thì em thì nó sẽ là mã V8 nha các bác nha. V8 với em thì ạ. Em có màu nâu là 1 này, màu đen là 2 này, màu kem là 3 này, màu cam là 4 này, màu xanh là 5 này, và màu tím là 6 này. Comment với em Hiền. Các chị ơi, mình comment với em Hiền nó sẽ là mã V8 giúp em Hiền nhá. Áo này đệm của nó, nhớ em Hiền là mút con này nó là mút đệm hơi. Đệm dày con này những 5 phân cơ. Mặc lên nó nâng đẩy lắm nha các chị nhá. Và cái dáng mút của nó là dáng mút quả xoài, nó sẽ đẩy ngực từ hai bên này. Mút nó nằm nghiêng chứ không phải nằm ngang. Vậy nên nó sẽ tạo cho mình một cái khe ngực khá là dài và rất là sexy. Comment thì em Hiền nó sẽ là mã V8 ạ, 175k. Con này ren rất là mềm mà không hề bị ngứa cho các bác nha. 175.000 bao gồm là một quần và một áo cho em Hiền ạ. Comment thì em Hiền nó sẽ là mã V8 nhá. Như con ma, khối người muốn được như con ma nhưng em không được. Với bác đừng có comment như thế. Mình đừng có gọi là tô xích như thế có được không ạ? Comment này em Hiền nó sẽ là mã V8 cho em Hiền ạ. 175.000 bao gồm là một quần và một áo cho em Hiền nhá. Khối người mong muốn như tôi không được đấy ông ạ. Ông cứ ở đấy mà ông chê tôi đi. 175.000 ạ, bao gồm là một quần và một áo ạ. Lên áo quay dành cho người ngực bẹ, là dành cho người có ngực đi ạ. Ok, chị đợi em một tí xíu nhá. Em ra bảng màu một lần nữa này. Màu nâu là 1 này, màu đen là 2 này, màu kem là 3 này, màu cam là 4, màu xanh là 5 này, và màu tím là 6 này. Chị Duyên nhớ đó, mình để lại cái này giúp em Hiền nhé, để hệ thống nó tự động nhảy đơn nha bác nhá. Một lát nữa nhân viên nhé, sau khi kết thúc livestream một cái là các bạn nhân viên nhé, các bạn sẽ gọi điện xác nhận đơn hàng cho mình ngay đi ạ. Ok chưa? Comment thì em Hiền nó sẽ là mã V8 với em Hiền nha các bác nhá. V8 với em Hiền ạ, 175.000 ạ, bao gồm là một quần và một áo với em Hiền ạ. Em qua mã. Lên áo quay rồi cho người có ngực đúng không ạ? Các ơn, nếu như áo quay này cho người ngực to có ngực thì mình có thể tham khảo sang cho em Hiền cái áo C15 của em nhé. Áo C15 của nhà em Hiền là một em áo quay nhé bác nhé.
áo quây dành cho áo có gọng không? Áo em thì nam mặc thì nó sẽ là không có gọng nhá người đẹp. Áo này không có gọng đâu ạ. Đệm nó, đệm con này nó rất là nâng luôn á. Với cả em thấy là đối các bác ngực bé, mình đã mặc một con áo dày, nó đã là một cái gọi là rất là vất vả rồi, đã rất là nóng rồi, thì mình thôi mình không nên lấy hàng có gọng làm gì, mặc sẽ lại càng đau nữa. Em thấy hàng có gọng nó không cần thiết đấy ạ. Mình nhớ để lại cái này cho em Hiền nha. Nguyễn Anh Tú à, Nguyễn Anh Thư à, rồi Nguyễn Anh Thư thấy số điện thấy rồi. À ok, đợi một tí xíu nhé. Thế em Hiền lên nốt cái con áo quây này nhé. Đây ạ, áo quây của nhà em Hiền ấy. Áo quây này chỉ dành cho bác nào mà có, mình có một cái vòng một to, nâng mình không thích nâng đẩy. À, lên áo mặc với sơ mi mình thường dạng là vòng một bé hay vòng một to, chị yêu ơi. À, đây là một em áo quây quả rất là sâu và quả mỏng, và con này của em thì là có gọng nên là bác nào vòng một to mặc lên là sẽ rất là ôm. Con này chống tụt và ôm gọn nha các bác nha. Rồi ok, để xíu em mình mặc cho các chị con này. Làm gì mà đau mắt, ai làm gì đâu mà đau mắt. Quay hết thực sự luôn ý, cứ đổ tội cho người ta, ngắm ai chứ chỉ vì ngắm em một cái bị đau mắt á. Đây ạ, thì các bác có thể tham khảo sang cái mẫu này của em Hiền nhá. Thì cái này comment thì em Hiền nó sẽ là mã C15 này. À, nó không hề nóng, không hề nóng đâu chị Nguyễn Anh Thư ơi. Bởi vì là các chị phải hiểu rằng đệm giày nó là đệm giày những 5 phân cơ mà. Con này không hề nóng nhá, hoặc là mình có thể chị lên xe 3 đợi em một tí xíu này. Hoặc là mình có thể đợi xíu em Hiền có con C2. Con C2 nó cũng đệm giày 5 phân và hàng nó cao cấp hơn một tí xíu thì mình có thể tham khảo nhá. Rồi cái này comment thì em Hiền nó sẽ là mã C15 cho em Hiền ạ. Các chị ơi, đây là hàng của Vic nhá. Và áo này nó chỉ phù hợp cho bác nào mặc quây và vòng một to nâng đẩy thì mình mặc hộ em. Vòng một bé thì mình không nên lấy cho em Hiền ạ. Rồi cái này comment thì em Hiền nó sẽ là mã C15 cho em Hiền. Cái này comment thì em Hiền nó sẽ là mã C15 nhé cả nhà nhá. Và áo này thì đang có giá là 220.000. Hàng Vic thì giá nó hơi cao hơn một tí xíu, nhưng mà cái chất lượng các chị nhận được là áo này mặc lên nó ôm, gọn và chống tụt nhá, chỉ dành cho bác nào có vòng một to, mình không thích nâng đẩy, mình mặc ôm gọng thôi. Thì chốt là em Hiền cái này, comment thì em Hiền lên áo dành cho người ngực to mà lên áo dành cho người mà không bị hằn lưng để mặc cái áo dài đi. Giờ em xíu đây, em Hiền mặc luôn con này đi ạ, đưa chị luôn con này đi. Comment thì em Hiền nó sẽ là mã C15 ạ, 220.000 cho một áo ạ, 220.000 nhá cả nhà nhá. C15 giúp em, C15 ạ, 220.000 giúp em. Áo này đẹp lắm ạ. Em có hai màu da và màu đen. C15 nha em. Ok, nhìn qua mã khác nhé. Bây giờ lên một cái áo mà dành cho bác nào mà có cái vòng một to mà không thích mặc mút mỏng và không có gọng nhé, thì mình có thể tham khảo sang con này. Con này em cũng đã sale giá rất là tốt. Đây. Các bạn nghĩ sao về em này? Comment này em Hiền nó sẽ là mã C6 này. Còn miếng rắn được không? Có, em đang dùng cái miếng này đây. Cái miếng này em dùng 10 ngày liên tục rồi các chị ạ, và nó vẫn không có tình trạng là phải thay đổi miếng khác nha các bác nha. Rồi ok, con này C15 đen 8B80, B80 mình mặc sang size 36 nhá. Cái này comment của em Hiền nó sẽ là mã C6. Em sợ ấy, kiểu nhà em cũng đang đông người xem như này ấy, đang rất là nhiều người xem ấy. Giờ em đứng đây em thay ngay tại chỗ đây. Em đứng đây thay ngay tại chỗ đây, mọi người chạy hết. Mọi người chạy hết thì làm nào rồi. Mua của Job Nam Áo rồi, giờ vẫn thèm mua thêm. Chị Hồ Thị Bình ơi, chị đã mua những sản phẩm gì của em rồi, chị có thể cho comment cho em xin một cái được không ạ? Rồi cái này comment thì em Hiền nó sẽ là mã C6 nhá, 199k một áo. Em sale còn 129k này. Áo này là không gọng và nó cũng mút, nó rất là mỏng, nó dành cho bác nào có vòng một to. Và áo này mình mặc nó không bị hằn lưng đâu, nó mỏng. Mặc lên nó mỏng lắm mà nhớ. Đây các chị nhớ em Hiền nhá, viền của nó là viền đúc siêu siêu mỏng luôn, mặc rất là mát ý. Áo này mặc cực kỳ mát luôn. Chị nào mà đang bầu bí, đang cho em bé ti gì đó, mình không thích nâng á, mình không thích nâng ấy, thì mình có thể lấy sang cái này. Đấy, comment của em Hiền nó sẽ là mã C6 cho em Hiền ạ, 129k một áo thôi. Giá nó quá trời rẻ.
Em có màu hồng là 1, em có màu trắng là 2, em có màu đen là 3 và em có màu này là màu xanh là 4 ạ. Comment thì em nhìn nó sẽ là mã C6 cho em nhìn ạ. 129k một áo, size 34, 36 và 38 nhé cả nhà nhá. Mã của nó là C6 á. C6. Của chị nó bị tắt rồi. Chứ không hiểu gì luôn, nó vẫn cứ bị ngu qua nó tắt luôn. Mà Phương nó không làm sao. Đấy chị có C3. Rồi ok, hoặc là mình có thể tham khảo sang cái mã C3 của nhé nhìn nhá. Nếu như bác nào mà ngực to, các bác mà thích có họng thì mình có thể lấy sang cái này. Xong tắt luôn. Đây C3 đây ạ, chị nào vừa yêu cầu C3 của mình em đây. Hiểu sao nhỉ? Phương nó lại nó chẳng, Phương bị có không đầu tiên rồi đúng không? Ngực lép để các chị mặc áo dài rồi em một tí xíu nhá, vòng một bé. Cái hút xấu lắm nhỉ ạ. Lương có cái bật áo mà chị đã bật chưa? Không bị bật, bật thế nào? Phương bật máy, Phương chỉ màu thì đi Phương. Đây là nó phải như này. Chúng ta đưa vào đấy đây. Sao phê nó bị tối hơn. Sao cái màu nó kỳ vậy. Thật sự luôn, bây giờ sống 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 không có áp không thể sống được các bác ạ. Lên mạng xã hội là phải có áp các chị ạ. Ai chửi mặc ai chứ. Không có áp không thể sống được. Đúng chưa? Đấy, ý ra nó phải như thế này. Đợi em một tí. Rồi, xin rồi. À, từ kia đi, chưa phát đâu. Từ từ. Phải chỉnh cho nó đúng mới chứ. Rồi, chào các bạn. Chị ra luôn đi. Rồi, sản phẩm tiếp theo ạ. C18. C18 đợi em một tí xíu nhá. Lên áo nâng ngực để mặc về áo dài đợi em một tí xíu này. Rồi cái này comment thì em nhìn nó sẽ là mã C3 này. Thì cái dòng này của em thì nó dòng cao cấp hơn nhé. Nó cũng là su nhưng mà dòng nó cực kỳ cao cấp luôn. Và con này nó là su mặc rất là nhẹ. Và đằng sau lưng của nó thì nó cũng không bị hằn mà không hề khó chịu. Và đối với cái phiên bản này thì em chỉ có hai màu, đó là màu hồng và màu nâu. Con này dành cho bác nào có cái vòng một to nha các bác nha. Áo để vòng một bé đợi em một tí xíu này. Cái này comment thì em nhìn nó sẽ là mã C3, 255.000 một áo. C3 các em nhìn nhé, 255.000. Em nhìn có hai màu này ạ. Đây ạ, cái áo này của nó mút mỏng và nó sẽ có gọng nhất cả nhà nhá. Siêu siêu mỏng, mặc lên xinh vô cùng luôn ạ. Con này thì mặc lên rất là nhẹ. Siêu nhẹ luôn, mình mặc mình không có cảm giác gì luôn đấy các bác ạ. 255.000. Comment thì em thì nó sẽ là mã C3 nha các chị nhá. C3. Chị ra đây. Không, chị ra đây. Ok ạ, rồi C3 cho em nhìn ạ. Lên áo có vòng một bé ạ. Vòng một bé hiện đại nhà em thì đang bán rất là chạy cái mã C2. Em đang bán cực kỳ chạy con C2. Tìm chị con C2 đấy, ngay bên cạnh đấy, đúng rồi, bên cạnh, đúng rồi. Đó, chia sẻ giúp em nhá. Con này xấu hổ. Không chia sẻ thì đừng có xem like hả? Có chia sẻ của em. Dạ. Không chia sẻ thì không được xem like. Dạ luôn. Dạ luôn. Vào lại rồi. Phải thở rồi. À, chị phải like trên cái group kia của chị ý. Cái không được like đấy. Sao chị không được like đấy? Chị xin. Thôi. Có tiền. Toàn người ngân hàng. Nó hiệu quả. Chuẩn bị tâm xúc thì mình làm rồi. Ok, đây là áo nâng này ạ. Chị ơi, vòng một bé thì mình có thể lấy sang cái này cho em nhìn nhá. Cái này comment của em nhìn nó sẽ là mã C2 này. Áo này thì bác nào vòng một bé ơi là bé thì mình có thể tham khảo sang loại này cho em auto nâng luôn á. Con này em có thể bảo hành sự uy tín của em. Các bác nhìn cái mặt em là biết được gì đúng không ạ? Cái này comment thì em nhìn nó sẽ là mã C2 này. chị kỹ thuật viên đâu rồi? Chị đây em. Em hỏi chị, em hỏi tung su gì? Đòi su gì? Rồi, comment này em thì nó sẽ là mã C2. C2 cho em nhìn nhé cả nhà nhá. Áo này của nó sẽ là đệm giày 5 phân.
Và con này mút của nó siêu mềm nhé cả nhà nhá. Mút nó rất là mềm và cực kỳ nâng luôn. C2 ren miền ạ. Và con này đang có giá là 199k. Tiền nào của này giá nó hơi cao một tí xíu thôi, nhưng mà mút nó rất là mềm. Và con này ren của nó cũng mềm, mình mặc nó không hề bị nóng, không hề bị khó chịu một tí xíu nào cả. Và hàng này của em là hàng không có gọng nhá. Đối với dây này các bác không thích thì mọi người có thể bỏ cái dây này ra cho em liền nhá. Comment thì em thì nó sẽ là mã C2 này 199k. Và mẫu này hiện tại em thì đang có màu nâu là 1, màu kem là 2, màu ghi là 3 và màu đen là 4 ạ. Mã này của nó sẽ là C2 cho em liền ạ. 199.000, size 34, 36 và 38 cho em liền nhá. C2. Đúng rồi, em cảm ơn chị rất là nhiều nha. B5 hả? Sale B5 đi shop. B5 hôm qua vừa sale rồi, hôm nay lại sale tiếp thì cuối cùng là bán hàng chẳng có lãi à? Có C5 đúng không? B5 đúng không ạ? Đợi em một tí nhá. Comment em thì nó sẽ là mã C2 giúp em. Chị nào vào một bé auto mà con này sẽ cực kỳ thích luôn. Auto thích nha. B5 hả? Thích con B5 ấy hả? Đợi xíu em nhìn lên nhá. C2 đây nhìn ạ, 199k một áo, size 34, 36 và 38 nên nhìn ạ. Đẹp dày, nâng đẩy nhiều mà không hề bị nóng hả? Mặc thử màu trắng á, cái này của nó là màu kem ý. Cái này của nó là màu kem ý, không phải là màu trắng đâu. Em mặc cho người đẹp lắm nhá. Màu kem thì auto bán rất là chạy rồi. Hầu như trên live cả nhà mọi, nếu như mọi người để ý nhá, em sẽ hay mặc những cái tông màu sáng hay tông màu đậm hay là những cái tông màu khác. Chị em rất là ít mặc màu kem. Không phải là màu kem nó xấu mà là không cần mặc, mọi người vẫn chốt đơn cái màu kem này rất là nhiều. Vì đây là ví dụ như bình thường các cái mẫu này hay là các cái màu này này, em có thể nhập 100 cái nhưng mà đối với màu kem này luôn luôn nhập gấp 3, gấp 4 lần. Vì là không cần mặc mọi người cũng chốt đơn cực kỳ nhiều. Đây để mặc màu kem rất ngắm nhá. Có bao giờ mà có ai yêu cầu là chị ơi chị mặc màu kem đi thì em mới mặc thôi, chứ của bình thường em không có mặc màu kem đâu. Quý lắm mới mặc đấy ạ. Đây nha bác nha, màu kem đây ạ. Đây, màu kem đây, màu kem đây. Comment thì em thì nó sẽ là mã C2 ạ, 199.000, 34, 36 và 38 giúp em. Áo này thì nâng rất là nhiều luôn đấy cả nhà. Rất là nâng luôn ạ, 199k một áo. Cái ren này, cái dây nó mềm lắm ạ. Dây này nó không hề khó một tí xíu nào. Các chị không thích thôi, chị bỏ dây ra như này cho em. Có màu nâu là 1, màu kem là 2, màu đen là 3 và màu ghi là 4. Mẫu C2 này tuyệt vời lắm, xin chưa bác rất là nhiều. Do khuôn ngực không, áo này mặc lên nâng nhiều mà. Con áo này mặc lên rất là nâng mà. 199.000 ạ, áo này mặc lên siêu nâng luôn á. Con này mà không nâng em cho hoàn về luôn. Người ta bán hàng uy tín mà. Rồi ok, em nhìn qua mã nhé cả nhà nhé. Mã này comment thì em thì là C2 199k. Rồi mẫu tiếp theo, mọi người muốn lên sản phẩm gì ạ? Mọi người muốn lên áo đệm giấy hay lên áo đệm mỏng? Lên con B5 nhé. Bán em quần nội y đi kèm không? Có chứ, phải có chứ, phải có quần chứ. Có áo phải có quần chứ. Không ở chuồng à? Rồi, cái này nó có mút nha. Và cái này sale V8 đi à. V8 thì auto là 175.000, chưa bao giờ được sale luôn á. Những cái sản phẩm đó là một trong những cái sản phẩm gọi là best seller, những sản phẩm gọi là bán hoài, nó cái gì gọi là sao ta? Gọi là không bao giờ ế, gọi là không bao giờ
gọi là sao nhỉ, gọi là được phép toàn trong mình chạy cháy hàng chứ chưa bao giờ ấy cả, nên là không có sale bao giờ cả. Đây cái này là có màu hồng da này, màu này là màu đen này, và màu này là màu trắng này. Cái này rất là đẹp luôn, và được cái là em thấy cái độ nhúng của nó rất là xinh, nên là mình mặc cái độ nhúng này ấy nó không bị gọi như là bị lòi mỡ bụng ra, ví dụ mình lỡ mình ăn nhiều quá không ai phát hiện ra đâu các bác nhé. Và con này nhà em nhìn là 255.000 cho một áo, và em sẽ sale các bác trên live này với giá là 199k. Bây giờ là 1:33, và cái giá này chỉ áp dụng trên live thôi nhá. 1:34 là em dừng nhận chốt đơn con này với giá là 199k. Comment thì em thì nó sẽ là mã B5 đấy cả nhà nhá. B5 cho em thì là 199k. Cái này nó mềm lắm cả nhà ơi, cái màu nó auto đẹp luôn, màu rất là thích luôn á. Comment của em thì nó sẽ là mã B5 giúp em thì là mọi người chốt nhanh nha. 199k một áo. Áo này mặc thích lắm, cái ren của nó mềm, cái mút của nó kiểu cả cái form này nó mềm ý. Mình mặc em cảm giác là với cả mặc nó không bị lòi mỡ đâu các bác ạ. Ví dụ mình có mỡ bụng một tí xíu không bị lòi nha. Và cái mút này thì nó có độ nâng đó, và mình không cần phải mặc thêm áo lót làm gì cả. Đây cho các chị xem đằng sau lưng của nó nhá. Cái này comment thì em thì nó sẽ là mã B5 cho em thì ạ. Có 3 màu, có size S, M, L nhá cả nhà nhá. S, M, L, áo này mặc xích, áo này mặc lên cực kỳ thích luôn á. Lên áo lên cho ngực nhỏ để mặc cái áo 2 giây ạ. Ok, để em thì lên ngay bây giờ nhá. Comment của em thì nó sẽ là mã B5 cho em thì ạ, 199k. Và các chị ơi còn 10 giây đấy để các chị chốt con này giá là 199k để em nhìn qua mã này. Đây, các bác có thể chốt của em nhìn áo này. Cái này comment thì em nhìn nó sẽ là mã C21 nhá cả nhà nhá. C21 cho em nhìn ạ. Áo này là đệm của nó sẽ là đệm giày 3 phân. Đệm em này là đệm giày 3 phân và rất là nâng luôn ạ. Mọi người có thể ngắm em nhìn form áo này ạ. Comment thì em nhìn nó sẽ là mã C21 cho em nhìn ạ. Và áo này chỉ đang có giá là 199k. Áo này em nhìn bảo hành vừa nâng đẩy và vừa chống tụt cho em nhìn nhá. Comment thì em nhìn nó sẽ là mã C21 cho em nhìn ạ. 199.000 một áo ạ. Con này mút bên trong nó, mút của nó là mút đệm hơn. Mọi người có thể ngắm màu em nhìn nhá. Có 3 màu, màu da, màu trắng và màu đen. Đây, mút của nó là mút dòng như thế này. Dáng mút của nó là ốp lòng bàn tay đây này. Có lên nó sẽ vét và nó sẽ nâng đẩy từ hai bên như này. Áo này em nhìn nâng đẩy, em nhìn bảo hành là vừa nâng đẩy vừa chống tụt cho các bác. Nên là các bác nào vào một bé thì mọi người yên tâm mặc và nó sẽ không bị tụt nhá cả nhà nhá. Rất là nâng đẩy luôn ạ. Comment thì em nhìn nó sẽ là mã C21 ạ. Áo này em nhìn bán từ năm ngoái năm nay mà chưa có ai chê là áo này mặc bị tụt hết cả nhà. 199k một áo ạ. Bác nào vòng một bé thì chỉ mặc loại này là ok la nhất thôi. Và các cái loại khác thì mặc nó cũng có độ nâng. Hoặc là em nhìn có dòng cao cấp hơn, năm nay mới về thêm một cái loại là cái mã V11. Thì cái này nó kèm theo cả quần nữa, giá nó cao hơn một tí xíu. Còn bác nào muốn lấy mình áo thôi thì mình có thể tham khảo sang loại này cho em nhìn nhá. Comment thì em thì nó sẽ là mã C21, có 3 màu, màu da, màu trắng và màu đen. 34, 36 và 38. C21 thì em nhìn lên quần đợi xíu, em thì lên bác một loạt quần luôn ạ. 199k một áo ạ. Cái bản của nó rất là chắc nhá, cái bản không bao giờ được tụt được đâu ạ. C21 cho em nhìn ạ. 199k, size 34, 36 và 38 cho em nhìn ạ. 199.000. Ok, để em nhìn qua mã. Bây giờ các chị thích lên quần đúng không? Lên quần lót nhá. Đây, em ra em sẽ sale các chị con quần này. Em sẽ sale các chị con quần này. Một cái con quần rất là đẹp và em nghĩ bác nào cũng nên gọi là nên chốt vài con cho em, nên lấy cho em một set như thế này. Mọi người để ý cho em cái đúng quần này. Đẹp lắm cả nhà ơi. Đây, mọi người có thể ngắm cho em cái đúng quần nhá. Rất là đẹp luôn. Quần này của em thì là không đường may, mặc lên nó không bị lộ viền đâu. Nên là chị nào mà có cân nặng khoảng 44 cân cho đến 60 cân, tầm 60 cân thì mặc quần này cho em rất là đẹp luôn. Cái này comment thì em nhìn nó sẽ là mã Q23 cho em nhìn ạ. Và em sale qua quần này có 175.000 năm quần. Màu vừa đẹp này, và quan trọng mặc lên nó ôm.
nó không bị lộ viền, không bị lộ kiểu như là, mà nó không bị bí. Và cái chất liệu này của em nó là chất liệu đúc và màu nó rất là đẹp luôn. Cái này của em nó có full 9 màu cả nhà. Comment này em thì nó sẽ là mã Q23 cho em nhìn ạ. 175.000 cho 5 quần. Q23 175.000 5 quần cho em nhìn nhá. Mã là Q23 cho em, mọi người ngắm màu em nhìn nhá. Q23 175.000. Màu quá trời đẹp luôn đấy cả nhà. Đây ạ. Quần này thì khoảng dưới 60 cân là các chị mặc vừa, không có đường viền và cũng không có đường may, có 175.000 năm quần thôi, giá rất là rẻ luôn. Đây ạ, quần này là quần không đường may các chị ơi. Q23 game quá đẹp đúng không ạ? Đây, em thích cái đũng này lắm ấy, mặc lên nó thoáng ấy cả nhà. 175.000 năm quần, mặc lên đi ạ, một lát nữa mặc cho xem nhá, đợi tí xíu nhá. Q23 game nhìn ạ, em nhìn qua mã nhá cả nhà nhá. Đây là một trong những mẫu quần mà đang gọi là để mà nó là cái quần nào được vào mắt em nhìn nhất thì em ưng nhất loại này, nó vừa rẻ vừa đẹp đấy cả nhà. Q23 em nhìn ạ. Rồi tiếp theo này comment này em thì nó sẽ là mã Q61 này. Đây là một trong những mẫu quần ren mà em thì cũng cực kỳ thích luôn. Cũng 175.000 năm quần thôi, quần này đang sale có 175.000 năm quần thôi. Đây cái này comment này em nó là mã Q61 này. Quần này nó là quần ren dáng nửa mông. Nếu mà các bác mà mặc quần ren full mông thì có thể nó sẽ hơi bị ngứa chẳng hạn, hay là mình mặc nó không quen thì mình sẽ cảm giác là nó bị lộ viền, hay là nó bị gọi là cái tạo cảm giác là đường tam giác ấy. Nhưng đây là cái con quần dáng nửa mông, cái ren nó rất là mềm, và bác nào có cân nặng khoảng từ 60 cân à, em xin lỗi cả nhà, từ 45 cân cho đến 60 cân, 65 cân là mình sẽ mặc vừa hộ em thì cái con quần này nhá. Comment này em thì nó sẽ là mã Q61 cho em nhìn ạ. 175.000 năm quần, nó như nhau mà. Rồi, xem form một cái quần nào. Comment này em nhìn nó sẽ là mã Q61 cho em nhìn ạ. 175.000 năm quần, 175.000 năm quần cho em nhìn mã quần này nhá. Không, màu tím là cái loại nào, là cái mẫu này ấy, hay là cái mẫu Q23 khi nãy, quần nào không như nhau, cái đang cầm đây là cái này đây đúng không, đây form nó, đây form nó sẽ như thế này, nó là dáng nửa mông á, mà cái quần này lên cực kỳ sexy luôn, và cái len nó mềm nhá. 175.000 ạ, mã của nó là Q61 cho em nhìn ạ. Quần này em nhìn có full 10 màu nhá. Các bác có thể nói là nhặt cho chị màu sáng hoặc là nhặt màu tối được, các bạn có thể nốt vào để các bạn sẽ nhặt màu theo ý của mình nhé. Q61 em nhìn ạ, 175.000 cho 5 quần. Ok, em nhìn qua mã nha. À, em đang còn một ít cái quần này để em xem nốt cho các chị này. Xem Q21 gì ạ? Q21 ạ? Thì nay có chị nào muốn hỏi là lên quần là khe? Còn xem lại thôi. Q21 180.000 bốn quần. Quần này em đang sale rất là rẻ, em còn vài set ạ. Quần này của em là cặp cao, ôm bụng ôm mông. Cái quần này là một trong những sản phẩm bán rất là chạy của nhà em luôn. Bác nào có cân nặng khoảng từ 50 cân cho đến 70 cân là sẽ mặc loại này vừa nhá. Cặp cao vừa ôm bụng vừa ôm mông, mà cái chất liệu của nó là chất liệu đúc ấy. Cái chất liệu này mặc siêu mát luôn, mặc nó mềm, vừa mềm vừa mát. 175.000 năm quần. Em xin lỗi cả nhà, 180.000 cho bốn quần. Mã là Q21 180.000 cho bốn quần. Q21 em nhìn nhá, 180.000 cho 4 quần. Muốn coi con quần ấy hả? Một lát coi cho xem nhá. Đã mặc áo, một lát nữa mặc quần xong rồi cho xem nhá. Rồi ok, bây giờ em thì sẽ lên áo quay dành cho vòng một bé. Áo quay dành cho một vòng một bé em đang mặc đây chị. Đang mặc áo quay dành cho vòng một bé đây, C21 199k. Nếu mà áo quay mà vòng một bé mà nhỏ vừa muốn nâng đẩy vừa muốn chống tụt thì chỉ có con C21 này là xuất sắc nhất thôi. Không có con nào xuất sắc hơn con C21 này đâu người đẹp ơi. Mặc vừa nâng đẩy vừa chống tụt, mặc form này lên nó chắc chắn vô cùng luôn. Và giá của nó thì rất là rẻ, có 199.000 một áo thôi. Có màu da là một màu trắng là 2, một đen là 3. Chỉ có loại này là ok nhất thôi. Không có con nào hơn đâu, nên là mình cứ chốt con này cho em nhá. Mã là C21 giúp em, 199.000. 34, 36 và 38. Hoặc là nếu không thì mình có thể tham khảo sang cái con này cho em nhìn này. Tham khảo sang con B11 này này. Tham khảo sang con B11 này nhá.
Đây. Các bác có thể tham khảo sang cái em này giúp em. Xem áo C2 chị Hương Lê, đợi em một tí xíu nhá. Không có áo quay để mặc khoét ngực ạ. Nếu mà áo quay xong mà mặc khoét ngực thì chị có thể tham khảo sang cái mẫu này. Comment thì em hiện nó sẽ là mã V11 cho em. Đây là một em áo quay dòng trơn nhá. Và áo này không gọng, không có gọng và cũng không có đường may. Đệm con này cũng là đệm dày 3 phân. Hàng này rất là xịn luôn. Con này đang có giá là 260k. Nó sẽ là bao gồm là một quần một áo. Cái quần con này cũng rất là đẹp nhá. Áo này là tại sao mình mặc nó không bị tụt, vì nó có một cái đường keo này các chị này. Bên trong áo nó có một cái đường keo này. Cái đường viền như này mặc lên nó rất là ôm luôn, không thể tụt một tí xíu nào. Cái này thì comment thì em hiện nó sẽ là mã V11 này. Em có màu hồng là 1, màu ghi là 2, màu đen là 3 và màu kem là 4. Quần của cái này nó là quần kháng khuẩn nha các chị nhé. Nó là quần kháng khuẩn đấy ạ. Giá của nó sẽ là 220.000. Và áo này nó vẫn có dây áo, như con C21 nó vẫn có dây. Đây em thì đang mặc không dây đây. Mà không dây nó sẽ như thế này. Nó vẫn có độ khoét ngực mà đúng không ạ? Mình vẫn tạo khe, mình vẫn hở khoe, khe rất là nhiều luôn ạ. 260.000 bao gồm là một quần một áo ve miền. Hàng này của em nó là hàng xịn, hàng cao cấp hơn. Loại này nó cũng là loại mới của năm nay nên các chị có thể tham khảo nhá. V11 ve miền ạ. 260.000 bao gồm là một quần và một áo V11. Con này mặc siêu nhẹ luôn. Mặc không có cảm giác như là mình đang mặc một con áo dày hay là kiểu cảm giác bị nóng không ạ. V11 260.000 bao gồm là một quần và một áo giúp em. Mã là V11 các bạn. C2 đúng không? Chị mời cô C2 với. Em giơ lại C2 chị ngắm nhé. C2 của em thì là 199k. Áo này là đệm dày 5 phân, rất là nâng và dành cho ai mà có cái vòng một bé thì mặc của em nhìn nhé. Em có màu kem là 1, màu nâu là 2, màu đen là 3 và màu nghi là 4. Con này là đang có giá là 199k một áo. Đệm em này nó rất là đệm dày 5 phân nhé. Đấy, con này là đệm dày 5 phân này. Mút con này là mút đệm hơi á, mút này rất là đẹp luôn, 199k. Có cả màu kem nữa. Đây có C2 của chị đây nhé. Chứ đây inbox em gửi ảnh cho chị xem ạ. Tiếp theo. Trăng lên đỉnh rồi trăng tàn, rồi sao nữa? Chỉ mỗi bạn đấy đấy à? Rồi tiếp theo, cái này comment thì em hiện nó sẽ là mã set Kevin cho em hiện ạ. Cái mẫu này thì đang siêu hot của nhà em rồi. Thật là ngày nào cũng đi đơn cái mã này, mặc dù là không có like thì mọi người vẫn chốt cái mã này rất là nhiều. Và hiện tại cái mẫu này thì nó sẽ là mút của nó là mút mỏng thôi nha các bác nha. Cái này nó là mút mỏng ạ. Nhưng mà vòng một bé mọi người hoàn toàn mặc rất là ok. Em có màu đen là 1, màu trắng là 2 và màu cam là 3. Comment thì em nhìn nó sẽ là mã set Kevin cho em nhìn ạ. Và con này đang có giá là 280.000. 280.000 là bao gồm là một quần và một áo nhé cả nhà nhé. Con này là chất liệu cotton và mút mỏng. Nhưng em khẳng định luôn là cái này vòng một bé hoàn toàn mặc được hết ý. Mặc lên khá là xinh luôn đó. Hoặc là các bác có thể mặc thêm một cái áo sơ mi khoác bên trong như thế này. Khoác thêm cái áo sơ mi nữa là rất là ok. Cái này comment thì em nhìn nó sẽ là mã set Kevin cho em nhìn ạ. 280.000 có 3 màu. Màu đen, màu trắng. Màu đen, màu trắng và màu cam ạ. 280.000 set Kevin cho em nhìn. Lên quần đi hả? Set Kevin ạ, 280.000 ạ. Cái dáng này dáng thể thao mà nó rất là đẹp luôn. Ok, em qua mã nhé. Bây giờ đây mình xem ít quần nữa nhé. Quần này em hiện đang có một cái mã này mặc cực kỳ thích luôn, đặc biệt là dành cho bác nào mà mông to, bụng to một tí xíu, rất là thích mặc những cái dạng như thế này. Mình vừa thích mặc quần ghen nhưng mà mình lại không thích chất nóng quá, mình
dành như kiểu tìm quần lót mà xít xít eo eo thì các chị có thể tham khảo sang cái loại quần này nhé. Mã của nó là Q35. Hàng này của em thì là hàng cao cấp luôn, form lên rất là đẹp, co giãn vừa mềm vừa mát mà không bị lộ viền luôn. Và mặc lên nhá, nó cực kỳ siết eo luôn, gọn bụng luôn ạ. Cái này comment thì em thì nó sẽ là mã Q35, quần này đang có giá là 200.000 cho 4 quần. 200.000 cho 4 quần nhé cả nhà nhá. Q35 đâu đó nó rơi vào 50.000 quần. Giá cũ của em thì là 69.000 một quần, bây giờ em sale còn có 50.000 một quần thôi. Comment thì em thì nó sẽ là mã Q35 ạ. Q35 cho em thì là 200.000 cho 4 quần. Màu rất là đẹp nha các chị nhé, màu dễ mặc lắm. Em những cái tông màu trầm sáng, nó chỉ có duy nhất một con màu đen là toàn tông màu sáng nè. Q35 cho em nè, 200.000 cho 4 quần. Q35, quần này đẹp, tập cao, cao qua rốn luôn. Và mặc vừa siết bụng và vừa ôm bụng vừa ôm mông. À nhìn cho xem miếng rắn nước và miếng rắn nước hiện đang dùng ra hiện đang rắn trong người đây, các chị muốn không nhớ. Miếng rắn nước tự thân hết cả nhà. Đây, em hiện đang dùng cái miếng này đây, thích vô cùng luôn. Em không biết là đến bao giờ nhá, em đang cố dùng một cái miếng đến bao giờ mà nó không thể dính được nữa thì thôi. Dùng mà là nó tự bong, nó tự rớt ra ngoài thì thôi. Nhưng mà đến bây giờ là phải hơn chục ngày rồi mà em vẫn trung thành dùng một miếng nữa cả nhà. Em có thể em nghĩ như thế này, với bác nào mà mua một set của nhà em liền 4 đôi như này, chắc dùng từ giờ đến Tết mới phải thay nhá cả nhà. Bình thường là mình mua cái miếng dán mà dán bằng keo đúng không, mình dùng được 3 đến 4 lần thôi. Và mình không bảo quản kỹ, một cái là keo nó bị khô, hoặc là cái keo nó sẽ gọi là nó sẽ bị bẩn là mình đã phải bỏ đi rồi. Và cái miếng có keo ấy thì các chị sẽ không thể nào giặt được. Nhưng mà đối với cái miếng này các chị giặt thoải mái cho em, giặt thoải mái cho em xong rồi mình có nghĩa là mình vệ sinh cho em thoải mái xong mình vẫn dùng được bình thường và nó vẫn rất là dính ấy cả nhà. Em ơi, cái miếng này nó tâm linh lắm mà giá nó rất là rẻ. Hôm nay em lên mạng em search là cái miếng này người ta toàn bán 39-40 nghìn. Và cái đợt đầu tiên khi hàng mới về các bạn toàn bán 80 mấy nghìn một miếng. Nhà em hiện bán ra có 25 nghìn một miếng thôi. Và em thì đi đơn từ 4 đôi 1. Em đi đơn được từ 4 đôi 1, nghĩa là 100.000 cho 4 đôi đúng không ta? Vậy là 25.000 một đúng không? 25.000 đấy, 100.000 cho 4 đôi, rẻ lắm ý cả nhà. Em đang dùng đây, em không nói yêu, em đang dùng đây. Em dùng đến ngày hôm nay là phải gần chục ngày rồi mà vẫn dùng một đôi như thế này và không thay nhé cả nhà nhá. Dính vô rất là chắc luôn đấy cả nhà. Mà em cứ sợ là nhiều lúc em dùng xong em cứ phải sờ xem là nó có dính hay không. Nhưng mà nó vẫn đang dính, em cứ tưởng là nó mất rồi nhưng không, các chị ơi, dùng nó tự nhiên lắm mà mình mặc những cái áo mỏng đấy nó không bị lộ viền đấy cả nhà. Đúng rất là thích nhá. Cái này lấy thì comment hẹn em thì là hộp hồng dễ miền ạ. 100.000 cho 4 hộp, 100.000 cho 4 hộp. Đây ạ, hộp của nó là hộp màu hồng đấy cả nhà nhá. Comment thì em là hộp hồng dễ miền ạ, 100.000 cho 4 hộp. Giá nó rất là rẻ luôn. Đấy thì các bác có thể tham khảo nhé. Hiện tại là cái miếng này em đang dùng, em đang cảm thấy rất là ok, dùng thích lắm ý cả nhà. Bền ý. Và em cảm thấy là kiểu như là mình dùng mình vứt lăn vứt lóc nhưng mà xong rồi nó vẫn rất là dính luôn. Cứ dán vào cái là nó dính, dán vào cái là dính mà không sợ bị bong một tí xíu nào cả. Mặc dù nó không có tí keo này nha các bác nhé. Hộp này đang rất là hot luôn á. Và cái loại này thì nó có cả loại màu đỏ và màu đen đấy, nhưng mà loại màu đỏ màu đen thì giá nó sẽ rẻ hơn một tí. Nhưng mà nó sẽ có hàng loại 2, loại 3 ấy. Bản thân em khi em nhập hàng thì em không phát hiện đâu nó là hàng loại 2, loại 3 cả. Nhưng mà cái hàng màu hồng này em khẳng định luôn là các bác mua nhà em hay mua bất kỳ nhà ai thì không có hàng nhái, chỉ có một loại này thôi. Và giá thành em thì đang bán rất là rẻ luôn, có 25.000 một đôi thôi. Một hộp của nó sẽ là, em sẽ bán là một hộp là một đôi, em sẽ bán là một set của nó sẽ là 4 hộp. 4 hộp là 100.000 cho 4 hộp. Dùng bền lắm cả nhà ơi, chắc em nghĩ phải một tháng không bong, không có nó không phải thay. Bởi vì cái này nó là miếng dán tự thân, nó sinh nhiệt, gọi là sinh nhiệt à. Đó, rất là rẻ đấy. Comment này em là hộp hồng nhá. Test đi chị ơi à. Đây chị đang test trong người đây em. Chị đang test trong người đây. Cái thằng này rất là bệnh bạ nha. Vớ vẩn nha. Hộp hồng ạ, 100.000 cho 4 hộp, tính ra có 25.000 một đôi đấy. 25.000 nó rất là rẻ. Em vẫn đang dùng đây. Hoặc là nếu không mà các bác mà thích nâng đẩy thì mọi người có thể lấy sang cái hộp này giúp em. Lấy sang cái hộp này này. Cái hộp này mình lấy sang cái hộp silicone này cho em nhìn này. Dán cả quả đây em có loại này đây chị Khánh Chi ơi. Sale bra, người đẹp muốn sale có à, chị ơi chị ngồi vào ra đây. Đâu. Em thấy chị đục vào. Không. Rồi. Đây thì các bác có thể lấy sang cái loại này cho em nhìn nhá. Thì cái này của nó chị ngồi sát cái đèn là mấy hôm nữa là da mặt chị đã nám hết ấy. Cái đèn này nó hại lắm luôn ấy. Cái đèn này nó hại da lắm. Đây dán cả quả thì mình có thể lấy sang cái loại này nhá. Cái hộp Facebook này này. Cái hàng này hàng xịn nha các bác. Đây một hộp của nó. Một hộp của nó thì nó sẽ có một cái hộp trong như thế này.
thì để nó bảo quản cho cái keo của mình nó sẽ bền hơn và cái áo của mình nó sẽ được kiểu như là nó không bị khô keo ấy. Đây thì các bác có thể lấy sang cái loại này cho em. Thì cái này mọi người comment với em thì là áo silicone nhé cả nhà nhá. Áo này sẽ dành cho bác nào mà mình hay mặc những cái đồ hở ấy, vừa hở vai xong lại hở lưng, mặc áo hai dây, đặc biệt là mặc áo yếm ý cả nhà, thì mọi người nên tham khảo sang nghe em áo này giúp em. Áo này comment thì em thì là áo silicone nhé cả nhà, và áo này đang có giá là 299.000, em sale các chị còn 269.000. Hàng này nó hàng xịn chứ không phải hàng màu hồng đâu ạ. Như các chị thấy trên thị trường nó sẽ có mấy dòng, nhưng mà đa số nó đều là dòng màu hồng hết. Cái màu hồng này các chị có thể dùng một lần thôi, và chỉ cần ra mồ hôi một tí thôi là nó đã có cái tình trạng là bị bong ra rồi. Và lúc nào mình trong tình trạng là mình phải giữ hoặc là mình phải dán, mình lấy tay mình giữ vào, nếu không là nó sẽ bị tụt ra. Nhưng mà riêng đối với dòng này thì không hề nhá. Còn màu cam cam này, màu nâu cam đất thì nó không hề luôn, cái keo nó rất là chắc luôn. Và cách bảo quản thì đơn giản lắm, mọi người dùng xong mọi người không cần phải giặt nhé, vì nếu mà giặt thì nó sẽ có keo, nó sẽ bị khô keo và nó sẽ bị hỏng keo, thì mọi người chỉ cần là lau qua cho em thôi. Và mình bảo quản ở trong hộp như thế này thì nó sẽ không bị hỏng keo và nó được sạch sẽ đó. Thì hôm nay em có size A và size B, thì cái này lấy thì comment thì em là áo silicone. Nhớ này, nếu như mình mà chỉ cần mặc mình mua tìm áo này để mình cái nhu cầu để mình mặc áo hai dây thôi thì mình lấy sang áo quay cho em. Còn nếu như mà mình vừa mặc áo hai dây và đặc biệt là mặc áo hở lưng, mặc áo yếm, thì mọi người lấy sang cái dòng áo này thì mặc rất là ok. Và cái này của em thì là keo này, các chị dùng được cả đến chục lần cũng không bao giờ bị hỏng, tiền nào của nấy nha các bác nha. Rồi cái này comment cho em thì nó sẽ là áo silicone với em hiền ạ, 269k một áo, 269.000. Cách dùng của cái này nó rất là đơn giản thôi, tại vì ở đây hôm nay nhiều các em trẻ thơ vào xem quá, thế nên là chị xin phép là chị không mặc, chứ bình thường mỗi hôm là chị cũng sẽ mặc cho mọi người xem đấy. Cái này rất là dễ mặc thôi nhá, và rất là nhiều khách hàng comment là chị lấy cái này chị về chị mặc nó không có nâng đẩy, thì mọi người vui lòng là mọi người mặc theo hình chữ V nhé. Mình lấy cái tay mình giữ được ở hai bên này, mình đẩy ngược này, sau đó mình mặc sẽ theo hình chữ V này cho em nhìn này. Đây là một bên nhá, và tiếp tục như bên cạnh mình sẽ làm như vậy. Vào đây nó sẽ có một cái nấc cài đây này, mình cài nấc vào lên thì cái ngực của mình sẽ được đẩy hơn và cái form áo nó rất là chắc chắn luôn. Chứ nó mình không mặc nhá, mình không mặc theo kiểu như này nhá, nếu mình mặc kéo theo kiểu như này là ngực nó bị phè ra và nó không hề đẹp. Nguyên tắc là phải mặc theo hình chữ V như thế này cho em nhìn ạ. Rồi, hoặc là các chị có thể inbox hoặc mình có thể khi vào nhân viên thì em có thể chốt đơn, các bạn sẽ hướng dẫn mình cách mặc nhé. Đây là áo silicone với em nhìn ạ, 269k một áo, 269.000, có size A và size B, hàng này hàng xịn nhé. Và nó vẫn có dây trong này, nếu như các bác muốn sử dụng dây trong thì nó có dây trong nhé. Đây ạ, 269.000 áo silicone với em nhìn ạ. Loại rắn cả quả này chỉ có loại này là ok la nhất ý, 269k một áo. Ok, bây giờ mọi người muốn lên áo gì mọi người để comment để em mình lên nốt này. Em sẽ lên thêm tầm 2 mã áo nữa, em sẽ kết thúc live nhá, bởi bây giờ là 2 giờ rồi. Hôm nay mình live muộn quá. Tân xin con B19 đi, lâu lắm rồi con lên con B19, con B19 không? Mấy giờ buổi tối chị lên live ạ? 9 giờ nhá, em nói chắc chắn là 9 giờ. Dạ, hôm nay 9 giờ mọi người nhé. Chắc chắn nha. Lên like nhá. 9 giờ hôm nay em Hiền có quần mới đấy. Tối nay có quần mới. Lên cái gì đấy Phương? Cái gì đâu? Xem nào. Kia còn à? Dưới nhà hết hàng á? Thế á? Rồi cái này comment thấy em Hiền nó sẽ là mã B19 này. Đây là một trong những sản phẩm chủ chốt của sản phẩm của bên em nhé. Cái bản áo khá là to và con này các chị có thể mặc quay cho em nhìn để đảm bảo chị luôn là nó không bị sụt luôn. Đệm con này là đệm 2,5 phân và dòng quả ngang nửa quả này thì mặc lên rất là nâng ngực nha các bác nhá. Comment thì em nhìn nó sẽ là mã V19 cho em nhìn ạ. Con này đang có giá là 260.000. 260.000 bao gồm là một quần và một áo ren. Cái này nó có rất là nhiều màu nhá. Đây em nhìn có màu hồng là 1 này, màu đen là 2 này, màu trắng là 3 này, và màu đỏ là 4 này. Comment thì em nhìn nó sẽ là mã V19 cho em nhìn ạ. 260.000 bao gồm là một quần và một áo. Con này mặc quay rất là đẹp luôn. Đó, rất là xịn. V19 cho em nhìn ạ, 260.000.
bao gồm là một quần và một áo giúp em. Đây ạ. Cái màu nó đẹp lắm cả nhà ơi, có 260k cho một set thôi. Rất là rẻ nha các bác nha. V19 cho em nhìn ạ. Ok. Áo mỏng có gọng dành cho người độ la rồi hả? Dành cho người có ngực, áo mỏng. Áo mỏng mỏng mà có gọng đúng không? Thì thích mặc có mút không ạ? Hay là mặc không mút ạ? Đây, đợt này thì em đang hấp rất là hấp để con. Đây, con mỏng mỏng có gọng đây. Là con này. Này, màu trắng đi đâu rồi? Chắc đây màu trắng. Đây em có mẫu này để chị này, mỏng mỏng có gọng này. Mã này của nó sẽ là mã V7 nhá. Cái này là sẽ là có gọng và nó mút của nó thì siêu mỏng thôi. Dành cho bác nào mà mình làm ngực rồi, mình có ngực cực to thì mình có thể tham khảo sang mẫu này. Em có cả màu trắng nữa, nhưng mà hình như là màu trắng nó bị hết hàng hay sao ấy mà không có, thấy để ở trên này cũng còn trơn. Đây, mọi người có thể tham khảo. Là tối nay em sẽ lên tiếp, bởi vì là tối nay thì sẽ có thêm quần lót mới và có áo bra mới. Đây ạ. Comment thì em nhìn nó sẽ là mã V7 nhé, 280.000. Rất là đẹp luôn. Xinh quá, cái này xinh quá. Cái này màu đen, màu nó chỉ có màu đen và màu trắng, nhưng màu trắng rất là đẹp luôn. Đây. Buổi tối sẽ là 9 giờ nhé. 9 giờ thì bên em sẽ bắt đầu lên live tiếp ạ. Ok chưa? Rồi mã này comment thì em là V7 này, 34, 36 và 38 ạ, 280.000. Ok, áo này là của nó là có gọng đấy cả nhà. Nó có gọng đấy chứ không phải là hàng không gọng đâu ạ. Nó có gọng đấy ạ, và mút của nó thì rất là mỏng thôi. Nó có một cái lớp mút rất là mỏng. Mỏng dính thôi. 260.000, à 280.000. V7 280.000 ạ. Chị Trâm Nguyên ơi, mình để lại số điện thoại cho em nhé. Ok cả nhà ơi, bây giờ thằng Gia Khang này nó tắt mặt bây giờ. Bây giờ em xin phép với cả nhà em sẽ dừng live ở đây nhá, và em hẹn các chị vào 9 giờ tối nay em mình sẽ quay trở lại với các chị nhá. Và hứa các chị là tối nay mình sẽ có một cái mã quần lót rất là đẹp, một mẫu quần lót mới của nhà em và có thêm mẫu bra mới về ạ. Rồi cả nhà ơi, bây giờ em hẹn các chị vào 9 giờ. Cảm ơn cả nhà đã dành thời gian xem livestream của em.